Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Thanh Luxury của mình. Hôm nay Thanh Luxury lại về thêm Nokia 8008. Ở đây thì có Nokia 8008 Edge đen full box zin, Nokia 8008 Sapphire đen full box zin và Nokia 8008 Edge đen máy trần. Và đây đặc biệt Nokia 8008 Sapphire đen. Thì cái cây này là ở trong tất cả bốn cây này đều là hàng Nga hết. Nhưng cây này da hai mặt nó được độ lên cá sấu, da cá sấu rất là đẹp, nhìn rất là chất luôn, độc nữa. Thì cái cây máy này á, vỏ nó còn đẹp lên tới 98% luôn. Rất là đẹp. Cơ trượt êm ái. Phím thì bấm cực kỳ chắc chắn luôn, êm luôn. Giá của cái em này rất là tốt, chỉ 12.800 thôi. Máy là nguyên zin luôn nha mọi người, từ trong ra ngoài luôn, trừ da hai mặt này là độ lên da cá sấu. Thìa zin, gáy zin, gáy nhựa zin, màn hình dây nguồn men Nga zin, bàn phím Nga zin luôn. Thì giá 12.800 và được tặng kèm thêm một cái đốc sạc mới như thế này, đốc sạc để mình gắn vô để mình sạc pin. Cái lỗ này thì nó sẽ sạc. Và đặc biệt thêm nữa là được tặng hai cục pin zin. Thì cho cái thời gian sử dụng pin là hơn một tuần luôn, cho anh em sạc thoải mái. Đây, quay lại chi tiết cho anh em xem nha. Lâu lắm mới có cây máy mà giá cực tốt như thế này lại zin. Da cá sấu nhìn rất là đẹp. Đó, nếu anh em nào ở gần, địa chỉ là 182 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thì cứ gói ghé qua shop mình xem thoải mái luôn. Có hàng có sẵn. Và anh em nào ở xa thì cứ liên hệ với mình cái số điện thoại là 0981717711 hoặc là 0902768888 để mình tư vấn cũng như là hỗ trợ về Nokia 8008 nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của mình.